Xin chào mừng các bạn đến với kênh Legit của anh Viền. Chúng ta ở đây để cùng chia sẻ một niềm đam mê, đó là cờ vua. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Nội dung chính của video ngày hôm nay là đòn chiến thuật số 23, quy tắc tam giác. Quy tắc tam giác là một đòn chiến thuật trong cờ vua, khiến đối thủ bị rớt quan. Quy tắc tam giác cũng được hiểu là mất nước hay nhường lượng. Đòn chiến thuật thường xuất hiện trong tàn cuộc, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở trung cuộc. Nhưng phổ biến nhất là tàn cuộc tốt khi đôi bên chỉ còn vua và tốt. Qua video mình sẽ từng bước đưa ra các ván cờ minh họa cũng như những trận đấu thực chiến hấp dẫn. Mong các bạn theo dõi hết video để bổ sung thêm kho tàng kiến thức cờ vua của bản thân mình. Và ở phần cuối video, mình còn đưa ra câu đố cờ vua số 40 gất hóc búa. Mời các bạn thử sức nhé! Cho mình cờ dưới đây thì đen chơi trước. Vua đen chỉ có 3 sự lựa chọn. Nếu vua chơi B8 hay D8, vua trắng sẽ D6, dễ dàng hậu tống tốt xuống phong cấp. Do đó vua sẽ C7. Ngay lập tức vua trắng C5 chiếm thế đối vua. Vì khi đó vua trắng phong tỏa ô B6 và D6. Tốt thì phong tỏa hai ô B7 và D7. Buộc vua trở lại hàng ngang số 8. Ví dụ vua C8. Vua trắng sẽ B6 bắt chết tốt A6. Trắng dễ dàng giành chiến thắng. Quay trở lại ở đây, ta thấy đen chơi trước sẽ thua. Vậy thì trắng chơi trước kết quả thế nào? Các bạn để ý kỹ hai ô quan trọng là C5 và C7. Bất cứ khi nào vua trắng vào C5 hay vua đen C7 trước thì bên đó sẽ gặp bất lợi. Ví dụ vua trắng C5, dọ chơi B6. Vua đen sẽ C7 phong tỏa hai ô B6 và D6. Buộc vua trắng phải D5 để giữ tốt. Vua đen C8 trở lại vị trí cũ, không có gì khởi sắc. Còn nếu trắng chơi những nước cờ tùy tiện khác như vua D6, vua đen sẽ D8. Vua trắng mà C5 thì vua đen C7 ngay lập tức. Vua trắng D5, vua đen C8, vua trắng D6, vua đen D8. Thật khó để trắng giành chiến thắng. Có thể thấy là ở vị trí này, nếu để đen đi trước thì nhất định trắng sẽ thắng. Vậy có cách nào giống như bỏ lượt, vị trí có quân cờ như cũ nhưng khiến đen đi trước không? Và đây chính là lý do bạn học quy tắc tam giác. Khi đó bạn sẽ chuyển lượt đi sang cho đen mà vị trí có quân cờ vẫn như cũ. Nhưng quy tắc đó nếu các bạn đọc sách hay xem các kênh YouTube khác thì bạn có lẽ sẽ hiểu rất mơ hồ và khó áp dụng. Đó là lý do mình thực hiện video để các bạn làm chủ được đòn chiến thuật này một cách dễ dàng nhất. Mục đích chính của sử dụng quy tắc tam giác là tại đúng vị trí này, khiến đen phải chơi trước. Các bạn chỉ cần thực hiện hai bước nhỏ sau sẽ phát hiện ra tam giác đó ngay. Bước 1, các bạn để ý các ô tiếp xúc với cả hai ô C5 quan trọng và vị trí vua trắng. Trong trường hợp này có 3 ô như thế. Bước 2, các bạn xem hai ô nào kết hợp với vua trắng sẽ vẽ hình tam giác được. Vậy là ta đã tìm được tam giác là C4, D4, D5. Bây giờ ta tiến hành kế hoạch với nước cờ đầu tiên. Vua trắng sẽ trở lại D4. Đứng trước sự phong tỏa của tốc trắng, vua đen chỉ còn 3 ô để đi. Nếu vua đen C7, vua trắng sẽ C5 ngay lập tức. Bởi vậy vua đen cố gắng không chơi C7 quá sớm, bằng cách qua vua D8. Vua trắng qua C4 tiếp tục dọa C5 khi vua đen C7. Vua đen C8, vua trắng D5. Bây giờ các quân cờ đã quay lại đúng vị trí cũ, nhưng đen phải đi trước. Các bạn đã thấy sự kỳ diệu của quy tắc này chưa? Tiếp tục video, mình xin chia sẻ với các bạn một ván cờ tàn cục của Kasparov. Đến đây thì Kasparov chơi tiếp tốt đen F4, vua trắng F2, vua đen E4, vua trắng E2, tốt đen tiếp tục F3 chiếu, vua trắng F1, cho ta vị trí gần giống với ví dụ trên. Kasparov không vội đưa vua đến F4 mà chuyển lượt đi sang cho trắng bằng cách sử dụng quy tắc tam giác. Các ô cờ tiếp xúc với ô F4 và vị trí vua là ô E3, E5 và F5. Nhưng chỉ có hai ô E5 và F5 có thể tạo thành tam giác với vị trí vua. Bởi vậy Kasparov tiến hành đòn chiến thuật này như sau. Vua đen F5,
vua trắng G1, vua đen E5. Trắng buông cờ chịu thua. Vì vua trắng F2 thì vua đen F4 chiếm thế đối vua. Còn vua trắng F1 thì vua đen sẽ E4 quay trở lại đúng vị trí ban đầu. Nhưng trắng là người chơi trước và trắng bị rớt quan. Trong tình huống này, ta sẽ trường hợp thứ nhất là đen chơi trước. Vua đen sẽ chơi F7 nhằm ngăn vua trắng xuống hàng ngang số 6. Tốt trắng D6. Buộc tốt đen ăn D6. Vua trắng ăn D6. Vua đen E8. Tốt trắng C7. Vua đen trở lại F7. Tốt trắng C8 phong cấp. Trắng sẽ giành chiến thắng. Vậy bây giờ ta xét trường hợp 2 là bên trắng sẽ chơi trước. Trắng sẽ sử dụng nguyên tắc tam giác trên các ô F5, E4, E5 để nhường lượt đi sang cho đen. Đầu tiên vua trắng F5. Vua đen không thể D7 vì tốt kiểm soát. Vua cũng không thể E6 hay F6 vì vua trắng kiểm soát. Còn nếu vua đen F7, tốt trắng sẽ D6 và phong cấp. Bởi vậy ở đây vua đen D6. Vua trắng E4, đây là bước thứ hai của quy tắc tam giác. Vua đen không thể C5 vì vua trắng sẽ E5 ngăn vua trở lại D6. Bởi vậy vua đen E7. Vua trắng E5 hoàn thành quy tắc tam giác. Và các bạn thấy điều kỳ diệu đã xuất hiện. Khi vẫn vị trí cũ, nhưng lượt đi đã chuyển sang cho đen, giống như trắng mất lượt. Và bên đen sẽ gặp bất lợi giống trên. Trong trường hợp này, trắng chơi tiếp. Và các bạn thấy đen đang giữ thế đối vua. Và trắng phải di chuyển. Nếu trắng vội vàng lên tốt C6, đen sẽ không ăn tốt mà có một nước cờ rất hay là vua C8. Tốt trắng ăn B7. Vua đen B8. Hoặc G. Do đó trong ván cờ thực chiến, Matsui đã đe dọa sử dụng nguyên tắc tam giác bằng cách chơi vua D4, vua đen D8, vua trắng E5. Nếu vua D7, vua trắng sẽ D5 chiếm thế đối vua. Bởi vậy vua đen C8. Trắng không chơi D6 để tốc thắng mà chơi vua E6. Vua đen trở lại D8. Vua trắng D6. Vua đen lại C8. Vua trắng E7 phong tỏa luôn ô D8. Ép buộc vua đen B8. Vua trắng D7. Buộc vua đen A8. Tốt trắng C6 mời đổi. Đen buông cờ nhận thua. Vì nếu chơi tiếp buộc tốt đen ăn tốt C6. Vua trắng C7 chuẩn bị đưa tốt xuống phong cấp. Đen không thể ngăn cản. Trong hình cờ này, ta xét trường hợp thứ nhất là đen đi trước. Buộc vua đen phải chơi E5 bảo vệ tốt E4. Vua trắng E3. Và lúc này đen buộc phải di chuyển tiếp. Nhưng vua không thể chơi D5 hay E6 vì tốt phong tỏa. Còn D4 và F4 thì vua phong tỏa. Vua đen chỉ còn duy nhất ô D6 để di chuyển. Chấp nhận để vua ăn tốt E4. Ván cờ có thể tiếp diễn như sau. Vua đen C6. Vua trắng D3. Vua đen D6. Vua trắng C3 dò đợi tốt. Vua đen E5 dò chơi tiếp F4 bắt tốt. Tốt trắng B4 mời đổi. Tốt đen ăn B4. Vua trắng ăn B4. Vua đen F4. Tốt trắng C5. Và đen không thể cản tốt phong cấp. Quay trở lại ở đây, ta thấy đen đi trước thì đen sẽ thua. Vậy còn nếu trắng đi trước thì sao? Nếu vua trắng vội vàng đến E3 bắt tốt E4, vua đen sẽ E5 phong tỏa hai ô D4 và F4. Và tại thời điểm này, buộc vua trắng phải di chuyển. Vua không thể đi D3 hay F3 vì bị tốt đen phong tỏa. Vua trắng buộc phải trở lại hàng ngang số 2, và đen sẽ chiếm ô F4 bắt chết tốt G4. Trắng thua chỉ là vấn đề thời gian. Ta trở lại vị trí này, như đã phân tích lúc đầu, đen mà chơi tiếp sẽ gặp bất lợi. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu trắng chơi tiếp, trắng có giành được chiến thắng không? Câu trả lời là có, bằng cách sử dụng quy tắc tam giác để sau vài di chuyển sẽ trở lại vị trí như thế này. Nhưng người đi trước là đen.
Đầu tiên trắng chơi vua F2, D2 cũng được. Bộ vua đến E5 để giữ tốt E4. Vua trắng quay lại E3 và đen mất thế đối vua, nên buộc vua đen trở lại D6. Vua trắng ăn tốt E4, trắng dễ dàng làm chủ trận đấu. Trong ván cờ này, ta sẽ trường hợp trắng chơi tiếp thì xe trắng không thể di chuyển vì đang có nhiệm vụ ngăn tốt đen phong cấp. Tốt cũng không thể lên G4 vì bị tốt đen ăn ngay. Còn nếu vua trắng rời khỏi F3, ví dụ vua trắng F2, vua đen sẽ chơi G4, buộc vua trắng G2 bảo vệ tốt. Đen tiến tốt F4 mời đổi, tốt trắng ăn F4, vua đen ăn F4, bắt chết tốt E5. Bởi vậy trắng không có lợi khi di chuyển trước. Trở lại thế cờ ở đây, ta sẽ trường hợp đen là người chơi tiếp. Đen sẽ sử dụng quy tắc tam giác để nhường nước đi lại cho trắng, khiến trắng bị rush one. Đầu tiên đen chơi vua H5. Trắng không muốn đi vua nên sẽ qua xe H2 chiếu. Vua đen G6. Xe trắng trở lại B2 cản tốt. Vua đen liền G5. Vậy là hình cờ không có gì thay đổi, chỉ khác nhau ở chỗ là trắng sẽ chơi trước và gặp bất lợi như đã phân tích ở trên. Trận đấu này Spassky cầm đen và dự định chơi quy tắc tam giác. Các bạn quan sát thấy đen có một tốt F3 đang đe dọa phong cấp. Vua trắng phải ngăn cản không thể di chuyển. Còn xe trắng thì đang bảo vệ tốt C4 cũng không thể cựa quậy. Do đó đen muốn ngay vị trí này, còn trắng đi trước. Spassky sử dụng đòn chiến thuật này như sau. Vua đen D2, trắng lợi dụng đem xe qua E4. Vua đen C3, xe trắng trở lại H4. Spassky hoàn thành kế hoạch mình với nước cờ vua D3, trở lại vị trí ban đầu. Nhưng người di chuyển trước là trắng, khiến trắng bị xích quan. Đành buông cờ chịu thua ở nước cờ 66. Vì nếu chơi tiếp thì trắng phải đi xe, sẽ mất xe. Còn đi vua thì tốt sẽ tiến xuống phong cấp. Sau đây xin mời các bạn thử sức câu đố cờ vua số 40. Trắng chơi tiếp và giành lợi thế nha các bạn. Nếu ai có đáp án hãy comment bên dưới video, mình sẽ nhanh chóng phản hồi lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video về cờ vua CollegeJet1VN. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video kế tiếp ở phía bên trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần chia sẻ sắp tới.